Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau, đồng hành với nhau trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê Chứng khoán. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì Hùng Lê xin được gửi lời chúc tới tất cả anh em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền Tổ quốc, anh em nhà đầu tư ở nước ngoài một năm mới năm 2023 gặp nhiều may mắn, sức khỏe, thành công và đặc biệt là chúng ta tiếp tục có một cái chặng đường đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục học hỏi, tiếp tục đồng hành và tiếp tục phát triển. Và năm nay thì chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường sẽ có những con sóng tốt hơn, tối ưu hơn trong năm 2022. Thực ra thì hôm nay Hùng Lê chưa định làm bản tin tuần bởi vì tuần này thì vẫn đang là tuần Tết. Chính vậy nên là hiện tại thì không có mặt ở nhà. Và khi đi thì Hùng không mang theo các cái công cụ. Ok các chị, các cái công cụ để hỗ trợ trong quá trình thu âm. Chính vậy nên là ngày hôm nay thường thu âm trực tiếp ở trên laptop. Chính vậy nên là cái chất lượng âm thanh nó có thể nó sẽ có tiếng vang. Nên là anh chị em của chúng ta sẽ thông cảm một tí. Và chúng ta sẽ tạm thời trong bản tin tuần này thì chúng ta sẽ như vậy. Vì một số các anh chị có nhắn tin có hỏi Hùng Lê là Hùng ơi tuần này chưa có bản tin à. Thì ok, thế thì tối ngày hôm nay là tối ngày thứ bảy thì Hùng Lê cũng sẽ tranh thủ thời gian để chúng ta bắt đầu quay lại guồng quay của công việc của năm 2023. Thì trước khi mà đi vào bản tin tuần thì Hùng Lê có một vài ý để chia sẻ với các anh chị như sau. Thành công sẽ đến với chúng ta nếu như chúng ta có cái sự đam mê. Đam mê nó sẽ tạo nên cái sự thành công. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đam mê rồi thì chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để chúng ta vượt qua những cái khó khăn, để chúng ta vượt qua được những cái cửa ải. Và đồng thời cái quá trình đó thì sẽ giúp cho chúng ta tích lũy thêm rất rất nhiều cái kinh nghiệm trong cái quá trình đầu tư. Là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa là thị trường chứng khoán là một cái nơi nó rất là tiềm năng. Bởi vì tất cả các cái loại hình kinh doanh ở trong xã hội thì đầu tư tài chính nó là cái lĩnh vực cao nhất các anh chị. Các anh chị có thể mở quán phở, các anh chị có thể mở quán cà phê hoặc làm bất kể một cái việc gì đó. Và khi các anh chị có lợi nhuận rồi, các anh chị có tiền dư giả rồi thì cái đích đến cuối cùng vẫn là đầu tư tài chính. Các anh có thể đầu tư bất động sản, có thể đầu tư vàng, có thể đầu tư thị trường hàng hóa, có thể đầu tư thị trường chứng khoán. Thì thị trường chứng khoán là một trong những cái hình thái đầu tư tài chính cao nhất của xã hội loài người đó. Vậy thì cái câu chuyện là gì? Khi chúng ta tiếp cận được đến thị trường chứng khoán tốt từng nào, sớm từng nào thì sau này các anh chị sẽ có kinh nghiệm, có bề dày. Và chúng ta từ một con thỏ, từ một cái con thỏ đang rất là ngây ngô ở trên thị trường chứng khoán, dần dần thì chúng ta sẽ trở thành những cái con sói, thành những cái con cáo già đó, và chúng ta trưởng thành lên. Và các cái lớp nhà đầu tư khi chúng ta biết được thị trường chứng khoán hơn sớm hơn những cái nhà đầu tư khác thì cái cơ hội của chúng ta càng về sau chúng ta sẽ có nhiều, càng có nhiều cái cơ hội thắng lợi. Chính vậy nên là khi các anh chị đã đến được với thị trường chứng khoán, đã biết đến thị trường chứng khoán thì chúng ta nên cố gắng đi chậm, đi chắc, đi từ từ, cố gắng chắt lọc, tích lũy những cái kinh nghiệm để chúng ta chiến đấu. Đó thì Hùng chỉ có một vài ý như vậy thôi. Và với quan điểm của Hùng Lê trong 10 năm qua thì Hùng cũng như vậy, là một người rất cần cù, rất cần mẫn, Hùng không có giỏi. Và cũng đi học hỏi rất nhiều những cái kinh nghiệm của những người đi trước, và để từ đó để mình rút ra được những bài học cho riêng mình. Đó, để mình đi được bền, đi dài ở trên thị trường chứng khoán. Thì trong bản tin ngày hôm nay, tức là chúng ta sẽ đi phân tích tuần từ ngày mùng 30 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023. Thì phần thứ nhất là Hùng sẽ đi phân tích một số các danh mục cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu mạnh, gồm có nhóm cổ phiếu công nghệ, nhóm cổ phiếu Viettel, nhóm thép, nhóm vật liệu đầu tư công, nhóm đầu tư công và nhóm banh chứng khoán, nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành cổ phiếu điện, nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, nhóm ngành cao su và nhóm ngành dệt may. Thì đấy sẽ là những cái nhóm ngành cơ bản nhất và chúng ta sẽ điểm qua trong bản tin tuần ngày hôm nay. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại toàn bộ cái kịch bản phân tích tuần cũ, tức là tuần 161, gồm có 4 phiên giao dịch của tuần trước Tết và một phiên giao dịch mở cửa tuần, tức là phiên ngày 27 tháng 1 vừa qua. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ đánh giá cái xu hướng thị trường chung trong tuần mới, tức là bản tin tuần video số 162. Và nói như vậy để các anh chị nắm được cái đề bài của chúng ta trong bản tin tuần ngày hôm nay, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung chi tiết. Nhóm ngành công nghệ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm mã cổ phiếu FPT từ vùng giá 70 và đến thời điểm hiện tại thì FPT đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 82 trong tuần video số 161, và khi mà nó đè được cái vùng 82 cộng thì chúng ta sẽ hướng lên
Cái vùng cản tiếp theo của cổ phiếu FPT nó sẽ nằm ở khoảng vùng 87 đến khoảng vùng 88. Đây là vùng giá mục tiêu cho FPT ở trong nhịp này. Điểm mua thì chúng ta sẽ không còn nữa, và những cái mã cổ phiếu nào mà Hùng chỉ nói đến target thì các anh chị lưu ý là chúng ta không còn để mua mà chúng ta chỉ cánh chốt thôi. CMG thì ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 39 đến vùng 40 đã phân tích, và trong nhịp này đầu tiên target đầu tiên chúng ta ngắm đến đó là vùng 44, thì khả năng trong tuần tới CMG sẽ đạt được cái vùng giá 44, và sau đó thì nó sẽ có một cái nhịp chỉnh cung nhẹ. Căn cứ cái nhịp chỉnh cung đó thì cái đó sẽ phân tích lên cái khả năng xem là nó có thể đi lên được cái vùng cao hơn, đó là cái target ở khoảng quanh vùng 48 đến khoảng vùng 50. Ở nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành Viettel, là hai mã cổ phiếu chiến lược các anh chị đầu tư cho năm 2023. Và hiện tại thì Hùng đã có khuyến nghị ở trong team của Hùng Lê, chúng ta đã mua rồi, và bây giờ thì chúng ta chỉ còn chờ đợi những cái điểm mua, gọi là điểm mua thêm nữa thôi. Thì hiện tại đối với VGI, chúng ta biết rằng là bút toán lợi nhuận của 3 quý là đã được đâu đó khoảng gần 3.000 tỷ rồi. Lợi nhuận sau thuế như vậy là nó đã có một cái sự đột phá rất là lớn. Và hiện tại về trend kỹ thuật thì trong tuần vừa qua thì VGI cũng đã tiệm cận đến vùng kháng cự 23.5 đến vùng 24. Mục tiêu của VGI thì nó sẽ xuất hiện một cái cây nến xanh để đè, và nó đè được cái vùng 25 cộng. Như vậy chúng ta sẽ hướng đến vùng target 26. Và xa xôi hơn, kỳ vọng nhẹ nhẹ hơn thì nó sẽ đi về khoảng vùng 29.5 đến vùng 30. Như vậy là chúng ta sẽ có một nhịp chốt lãi tương đối nhẹ nhàng ở đây, đâu đó khoảng mấy chục phần trăm. Cái mã cổ phiếu thứ hai là mã cổ phiếu CTR, các anh chị lưu ý. Thì CTR cũng đã có khuyến nghị đầu tư rồi. Ở quanh như vùng giá đâu đó 49.5 khoảng vùng 51, và sau đó khoảng quanh vùng 52. Tuần này thì CTR cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu, đó là vùng 61 đến khoảng vùng 62, và nó đang có 3-2 cái nến. Test tích lũy quanh vùng 58.7, đây là một vùng rất là hợp lý về mặt quan điểm kỹ thuật cùng như vậy. Và tuần tới nó vẫn giữ được ổn định ở trên cái vùng này, thì như vậy là Hùng sẽ ngắm lên cái target tiếp theo của mã cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 70 đến khoảng vùng 71.5. Nhóm ngành thứ ba đó là nhóm cổ phiếu thép. Thì hiện tại một số các anh chị đang quan ngại về cái câu chuyện là nhóm thép ra báo cáo quý 4 bị lỗ hoặc là lợi nhuận thấp. Tuy nhiên thì đối với quan điểm kỹ thuật Hùng thì những cái thông tin về mặt gọi là sự khó khăn của nhóm thép thì nó đã thể hiện qua cái nhịp mà nhóm thép đã chỉnh rất là mạnh ở trước đó. Và bắt đầu kể từ cái thời điểm mà Hòa Phát đạt đáy ở vùng 12 đến vùng 13 thì Hùng Lê bắt đầu phân tích một sóng lên, và lần lượt chúng ta như vậy, và chúng ta đẩy được cái target của Hòa Phát chính thức đến tuần này là nó đã đẩy lên được đúng cái target mục tiêu, đó là vùng 21 đây các anh chị. Và khi mà Hùng phân tích bản tin tuần 61 thì Hùng có nói rồi, tức là khả năng thì Hòa Phát nó sẽ kéo vượt vùng 21 và nó sẽ gì ạ, nó quay lại nó test cung, và đây là ba cây nến Hòa Phát quay lại test cung, và theo quan điểm kỹ thuật cùng là ba cây nến này test rất là đẹp. Phiên ngày thứ sáu nó test rất là đẹp và nó đã hình thành một cái điểm tăng ở cuối phiên, một cây nến xanh trở lại, và như vậy là biên 20.5 đến biên 21 là cực kỳ ok. Và kết hợp với câu chuyện đầu tư công, kết hợp với giá thép thế giới đang có cái sự phục hồi khi mà cái nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại, thì đấy là những cái kỳ vọng rất là sát. Và đối với Hòa Phát thì hiện tại nó cũng đang hình thành được một cái trend kỹ thuật tăng trong ngắn hạn. Đó, thì tuần tới là Hòa Phát sẽ có xu hướng tích lũy nền ở vùng 20.5, vùng 21 mục tiêu. Nhịp này thì chúng ta tiếp tục ngắm cản 24. Như vậy ở đây chúng ta nắm lại một cái quá trình mà chúng ta phân tích Hòa Phát, đó là đầu tiên là ở vùng 13 thì chúng ta đẩy target 1 lên vùng 15. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục đẩy target 2 lên đâu đó khoảng vùng 19 đến khoảng vùng đây, khoảng vùng 19.5 đây. Sau đó test tích lũy thì cái điểm test tích lũy này cũng đã có phân tích cho các anh chị tương đối kỹ ở quanh vùng giá 17, và sau đó thì biên 17.6 đến biên 18. Và hiện tại tuần này thì như vậy là Hòa Phát hoàn thành target 21/21 và 3 cây nến test, như vậy là cực kỳ đẹp. Ok các anh chị nha. Cổ phiếu Nam Kim các anh chị tuần tới đang cầm, chúng ta khẩn trương thu gom. Các anh chị khẩn trương thu gom. Và Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hiện tại á thì trong cái nhịp đầu tiên thì cũng đã đẩy được cái target Nam Kim lên vùng 15, và sau đó có phân tích một cái nhịp chỉnh cung ở vùng 11.7 đến khoảng quanh vùng 12. Và tuần này thì nó đã chính thức hoàn thành cái target 15/15. Và ở đây cái cách đi của Nam Kim ở trong nhịp này là gì? Nó bứt cản 15 và sau đó nó test lại cản 15 và đóng cửa tuần ở 15.75 với lực cầu đạt khoảng tầm trên 13 triệu cổ phiếu trên một phiên, là một lực cầu cực kỳ đẹp. Đó, Nam Kim nó cứ đánh đều khoảng tầm độ 13 đến 15 triệu cổ phiếu là cực kỳ ok các anh chị nhá.
Mục tiêu nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm nam kim lên cản khoảng 17.5 đến khoảng vùng 18. Hoa sen tuần tới các anh chị cũng đang cầm thì khẩn trương thu gom. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là hoa sen ở trong cái thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang hình thành được một cái gì đó, một cái kênh xu hướng tăng. Đó, một cái kênh xu hướng tăng và cũng hoàn toàn tương tự cái Hòa Phát là hoa sen ở tại những cái thời điểm vùng 7.3, vùng 8 ở đây. Thường bắt đầu phân tích một sóng lên và sóng lên đầu tiên thì chúng ta đẩy target lên 10, lên 10.5. Target thứ hai lồng đẩy lên vùng 13.2. Và target thứ ba lồng đang đẩy lên vùng 14.3 và trong tuần này thì nó chính thức hoàn thành, kể cả cái tuần cũ này là cái điểm 14.3 nó cũng đã hoàn thành rồi, sau đó nó chỉnh cung quay trở lại. Và tuần này thì nó cũng cực kỳ đẹp rồi các anh chị. Nó break cản 14.3 và nó có 3 cây nến test trên vùng 14.3 ở đây. Là rất đẹp luôn. Đó, và như vậy với cái cách đi như này thì hoàn toàn có thể kỳ vọng là hoa sen sẽ test thành công ở trên vùng 14 cộng để gì ạ? Để tiếp tục công lên vùng cản ở đây là khoảng vùng 18 đến khoảng vùng 18.5. 18.5 đó là target mục tiêu tiếp theo của hoa sen. VGS thì hiện tại ở đây chúng ta cũng chưa có nhiều cái dữ liệu về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn đang hình thành được một cái diện, một cái xu hướng uptrend trong gì ạ? Trong ngắn hạn. Đó, trend kỹ thuật của nó tương đối đẹp. Nó sau một cái nhịp nó tích lũy ở đây vùng 9.6, vùng 10 chắc chắn là VGS vùng phân tích cực kỳ nhuyễn ở cái vùng này. Rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục có gì ạ? Vùng tích lũy 11.4 đến vùng 12 và chúng ta sẽ ngắm lên cản 15 đến khoảng vùng 15.5 của VGS là hoàn toàn hợp lý. Ở TVN chúng ta có nói đến cái câu chuyện là TVN đang tích lũy ở khoảng quanh vùng 5 đến vùng 53. Hiện tại thì chúng ta sẽ ngắm cản đầu tiên đó là cản 6 và xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên cản 6.7 tạm thời như vậy. Và sau khi mà nó bứt được lên vùng 6.7 và nó quay trở lại test vùng 6 không thủng thì khi đó thì cái trend kỹ thuật, tức là nó đã bắt đầu gì ạ? Nó đã bắt đầu bẻ pha xu hướng và nó bắt đầu hình thành được một cái uptrend ở đây, và khi đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể cầm nắm các cái mã cổ phiếu ở một góc độ trung và dài hạn. Đó. Ở TLH ở đây tuần này thì TLH cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 7.5 và hiện tại thì nó đang có những cái điểm test kỹ thuật. Thì test khỏe là quanh 7.15 đến vùng 7 ở đây. Nó sẽ test loanh quanh theo quan điểm của Hùng thì nó chỉ quẹt test ở đây thôi. Và sau đó thì nó tiếp tục công cản 8 và xa xăm hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên lên ở đây đó là vùng 8.7 đến khoảng vùng 9. Đó là vùng target kỹ thuật. Và hiện tại thì TVN, TLH cũng đang, nó cũng đang hình thành được một cái uptrend. Đó, nó đang hình thành được một uptrend và khi mà cổ phiếu mà nó đã hình thành được một xu hướng uptrend như thế này thì đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt, rất là lạc quan. Như vậy là nhóm thép thì các anh chị có thể thu gom và nắm giữ thêm. Nhóm ngành thứ tư đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công thì các anh chị lưu ý là cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị phân tích cho các anh chị ba cái mã cổ phiếu đặc trưng gồm có mã cổ phiếu KSB là mã cổ phiếu chuyên về ngành đá. Và quá trình chúng ta phân tích một sóng lên thì đến thời điểm hiện tại là điểm gọi là điểm cầu 23/23 đã hoàn thành rồi. Và trong tuần vừa qua thì nó test tương đối đẹp, tức là nó không test dưới vùng 23 mà nó test trên 23 cộng. Và đáng chú ý là cây nến ngày 27 là hơi tiếc một tí, có thời điểm nó lên gần kịch trần rồi nhưng nó không giữ được cái giá cao nhất và kết phiên thì nó bị bung trần. Cũng không sao cả, với một cái cách đi như này đó, lực cầu đang đạt trung bình từ 2,7 triệu đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên, rất ok. Đầu tư công thì đang được thúc đẩy rất là mạnh, chính vậy nên là cái câu chuyện là gì, nó sẽ đạt về bản chất là Hùng có đặt target của nó ở vùng 26 đây thì nó đã thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm lên vùng target 28 và có break được vùng 28 hay không, để chờ để chúng ta phân tích tiếp. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu BCC, khuyến nghị mua, đã khuyến nghị phân tích mua. Còn bây giờ thì vùng rất xin lỗi các anh chị là chúng ta sẽ hạn chế tìm, ví dụ như BCC này hả? Trên nhóm thì nó có hết, nhưng mà chúng ta sẽ hạn chế để chúng ta chúng ta hạn chế để chúng ta đấy, ví dụ ngày mùng 16 tháng 1 này đó thì chúng ta 16 tháng 1 mùng 10 tháng 1, nói chung là nôm na là những cái phân tích là nó có sẵn hết ở trên này rồi. Đó thì chúng ta mùng 8 tháng 1 này, 4 tháng 1, mùng 4 tháng 1 đó, nhóm doanh nghiệp cung cấp đó thì chúng ta sẽ hạn chế chúng ta tìm. Và nếu như các anh chị xem các bản tin tuần thì các anh chị sẽ nắm được mạch phân tích về mạch thời gian. Ok, tuần này và các tuần tiếp theo thì cũng đang để target kỹ thuật của cổ phiếu này ở quanh vùng 12.
nó đang có những cái sự tích lũy cực đẹp ở quanh vùng 10.6 đến vùng 11. Đấy là cơ sở quan trọng để đánh thủng vùng 12, và thậm chí nhịp này chúng ta có thể ngắm lên vùng 14 hoặc là cao hơn sẽ là vùng 16. Đây là các cái target mục tiêu. Và qua các cái vùng target này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Mã cổ phiếu thứ ba liên quan đến nhóm vật liệu đầu tư công, đó là cổ phiếu PLC. Thì đến thời điểm hiện tại là PLC cũng đã đẩy được lên những cái target rất là happy rồi, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang ngắm cái vùng target kỹ thuật ở vùng 29.5, vùng 30. Vùng này các anh chị canh chốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng đã hoàn thành được cái vùng giá, đi từ vùng giá 12 mà lên đến tận vùng 30, như vậy là một cái target trong ngắn hạn như vậy là cực kỳ đẹp rồi. Trong khi cả thị trường đang chìm trong sắc đỏ, chìm trong những cái sự khó khăn, thì PLC đã có một cái nhịp sóng tăng như vậy là cực kỳ là ok. Tuần tới thì PLC nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật không thủng vùng 27.3. Các anh chị lưu ý, 27.3 sẽ là vùng đệm kỹ thuật rất quan trọng. Trong trường hợp nếu không thủng thì các anh chị cứ cầm, thủng thì nên chốt lại các anh chị. Và chúng ta sẽ đặt các cái lệnh điều kiện để chúng ta bán rải dần từ khoảng quanh vùng 29 đến khoảng vùng 30. Chúng ta chốt lại một phần ở vùng này là hợp lý rồi, ok rồi. Nhóm tiếp theo đó là nhóm đầu tư công, thì gồm có một số các cái mã cổ phiếu về ngành xây lắp nó liên quan đến dáng dấp của đầu tư công. Thì đối với BCG ở đây các anh chị, vùng đang phân tích một sóng lên một từ vùng 2.5, mà chúng ta phân tích đầu tiên là lên vùng 16. Tích lũy thành công của vùng này thì chúng ta có đẩy lên, cái này là các anh chị đã xem ở trong các bản tin tuần cũ rồi này, nó vẫn còn mãi với thời gian thôi. Vùng quanh vùng 19 đến 19.5 là quanh vùng 20, và nó chỉnh cung trở lại thì cũng có phân tích lại ở đây là vùng 15.5 đến vùng 16 là vùng hỗ trợ kỹ thuật, và tiếp tục gì ạ? Tiếp tục quay lại vùng 19.5 vùng 20. Sau đó nó chỉnh lại ở quanh vùng 7.8 hợp lý, thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 20-21. Và chính thức tuần này thì VCG đã break cản 21 và nó đang có cây nến test đầu tiên. Theo quan điểm của Hùng, như vậy là cái cách đi của nó là gì? Cách đi của nó trong nhịp này nó break cản và quay lại test cản. Vậy thì cái câu chuyện tuần tới là chúng ta kỳ vọng ở góc độ là VCG sẽ không thủng vùng 21. Nó tích lũy khoảng tầm độ 2 đến 3 cây và sau đó nó một cây xanh mạnh đi, và lực cầu nó đánh được khoảng tầm độ 15 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên. Giá break vùng 22 thì lúc đó thì chúng ta không có lý do gì để chúng ta không xây lên cái target kỹ thuật của nó quanh vùng 25.5 đến vùng 26. Và theo cái quan điểm của Hùng thì dự kiến là cái việc mà VCG đạt ở cái target này nó chỉ còn là thời gian thôi. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu FCN, Fecom. Fecom thì nó cũng đã có một cái quá trình tích lũy tương đối đẹp. Nhịp đầu tiên nó quanh vùng 8 đến vùng 8.3. Rồi, và mục tiêu ở trong tuần này thì đâu đó cũng đã hướng đến target kỹ thuật là quanh vùng 12 và đã đạt được ở vùng 12, và nó đang có một cái cây nến gọi là Doji. Nó thể hiện cái sự lưỡng lự. Như vậy tuần tới các anh chị cầm FCN chú ý lưu ý vùng 11-11.2. Nó có thể nó quay trở lại, nó test tích lũy ở vùng này thành công và nó bắt đầu tiếp tục xuất hiện một cây nến xanh đè lại vùng 12 cộng như này, thì khi đó chúng ta tiếp tục có thể là tự tin để chúng ta nâng cái target kỹ thuật của em này lên khoảng vùng 3.5 đến khoảng quanh vùng 14. Ở mã cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu C4G. Mã này thì cái gọi là cái tính tạo lập của nó cũng rất là ok. Vì sao nói như vậy đấy, các anh chị nhìn thấy đấy, nhịp này nó đánh đâu đó khoảng cũng từ quanh vùng 6. Nhịp này nó đánh từ 6 mà lên tận vùng 26, 63 18 64 24 nhân 4 các anh chị, từ 6 mà lên đến vùng 26 là nhân 4. Thế thì nhịp này ông ấy cũng từ 6 ông bắt đầu ngung cắt đi lên, thì đâu đó là nó sẽ chạm cản mạnh sẽ rơi vào khoảng vùng 15 đến khoảng vùng 18. Ngon rồi. Và đối với C4G thì bây giờ là lóc cóc lồng chỉ canh hùng chốt thôi, và chờ những cái thời cơ thị trường có thể chỉnh giảm 30, 40, 50 điểm. Tức là cái trong cái cơn hoảng loạn đó thì C4G có thể có giá sàn, thì lúc đó thì chúng ta sẽ trao. Thế còn bây giờ mà nếu mà thị trường nó cứ đùng đặng như này thì chắc là không có sao cả. Và canh thì chúng ta chốt. Và hiện tại thì anh chị lưu ý là lực cầu của C4G đã bắt đầu đạt được trung bình từ 3,5 triệu đến khoảng tầm, có những cá biệt là khoảng tầm 4 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là tốt rồi, cầu tốt rồi. Như vậy là tuần tới C4G sẽ quan sát ở quanh vùng 12, không thủng vùng 12, cứ thế yên tâm cầm để chúng ta có thể chốt, tiếp tục chốt ở quanh vùng 13, 13, 3, 14 và 15. Đấy là ba cái vùng giá mục tiêu, những vùng giá mục tiêu mà chúng ta sẽ chốt trước. Và khả năng là khi mà nó chạm đến vùng 15 thì nó sẽ bắt đầu có một nhịp chỉnh cung ở đây. Rồi căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật chỉnh cung đó thì cũng sẽ phân tích cái điểm vào tiếp theo. Đó, để chúng ta đánh.
Và khi mà chúng ta đã bắt được một cái trend kỹ thuật nó lên như thế này thì chúng ta sẽ ví dụ như đây chốt bớt và về đến cái vùng ở đây này C4G, là các anh chị nếu xem những bản tin tuần của Hùng thì cũng đã có phân tích ở vùng 8.2, 8.5, vùng 9 thì các anh chị mua và bắt đầu đến vùng này bắt đầu đẩy, ví dụ như vậy vùng 15 bắt đầu đẩy, và sau đó thì cũng sẽ phân tích tiếp cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để vùng nào chúng ta có thể thu gom được để lên đến cái vùng cao hơn, có thể nhịp này nó sẽ kéo lên vùng 16, 18 là câu chuyện rất bình thường. Mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu LCG, thì đến thời điểm hiện tại là LCG cũng đang có một cái trend kỹ thuật uptrend trong ngắn hạn là tương đối đẹp. Và với cách đi này của LCG cũng đang hướng cái target kỹ thuật về vùng 10.5, tuần tới có thể chỉnh cung ở quanh vùng 96 đến 98 mà không thủng thì chúng ta có thể xây dựng thêm một cái target cao hơn của LCG ở quanh vùng 11.8 đến khoảng vùng 12. Mã cổ phiếu tiếp theo đó là G36, cái thằng này nó đánh cũng tính cái tính đầu cơ của nó cũng tương đối cao. Nó tính đầu cơ tương đối cao và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang hình thành được một cái diện uptrend. Và biên 5 đến biên 5.5 nó cũng đã xuất hiện tích lũy ở khoảng tuần video số 159 đến khoảng quanh vùng 160. Đó, nó tích lũy được cái vùng này và như vậy mục tiêu tiếp theo ở trong cái nhịp đánh này đó là nó sẽ đánh tiệm cận về vùng 8 hoặc là break 8 luôn, và khi nó thủng 8 rồi nó xuất hiện một cái nến xanh đè mạnh lên thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng vùng 10, 10.5 đến vùng 11. Đây sẽ là những cái vùng target mục tiêu của em này. Như vậy là chúng ta cũng sẽ có một cái target nhỏ nhỏ ngắn ngắn đối với nhóm này, đúng không? Và đặc biệt trong nhóm đầu tư công này thì cũng đang cực kỳ yêu thích mã cổ phiếu C4G, VCG, đấy là những mã cổ phiếu cũng đã theo từ đầu. Ok anh chị. Nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí cũng là một nhóm ngành cực kỳ yêu thích của Lê trong cái nhịp vừa qua. Và những cái mã cổ phiếu chiến lược, đó, các anh chị, những cái mã cổ phiếu chiến lược thì đã được cùng phân tích tương đối là kỹ. Bốn cái mã 1, 2, 3, 4, bốn cái mã cổ phiếu khá là chiến lược mong là phân tích khuyến nghị cho các anh chị trong thời gian vừa qua. Tất nhiên là chúng ta sẽ đảo qua gáp một tí. Gáp thì là anh cả rồi, nhưng mà nói chung đánh con gáp này là không có khuyến nghị. Anh chị em nào thích chơi thì chơi thôi, lướt thì lướt. 103, 104 là hỗ trợ, và nhịp này thì như vậy là chúng ta lại ngắm vùng cản ở đây 114, 115. Mã cổ phiếu mà được khuyến nghị đầu tư phân tích đó là mã cổ phiếu PLX tại những cái thời điểm từ vùng 30, 30.5. Chúng ta nâng target lên vùng 32.5, sau đó thì chúng ta nâng target lên vùng 37, và đến thời điểm hiện tại với cái tín hiệu kỹ thuật tuần như thế này, nó đánh không thủng vùng 36, như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở nhịp này nó sẽ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu tiếp theo, đó là quanh vùng giá 40. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu PVS, đúng không anh chị? Thì đối với PVS là chúng ta có vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 24.3, và trong tuần vừa qua thì PVS đã break cản 24.3 và nó đang có 3 cây, 2 cây nến test ở đầu mút nến, tức là rất là đẹp. Còn đối với con này thì cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái góc nhìn ở trên, gọi là gì, góc nhìn đến tuần, đúng không anh chị? Và khi mình phân tích góc nhìn đến tuần đó, thì cũng đã vẽ sẵn một cái hình như này, các anh chị có thể xem lại những bản tin cũ đi. Là ông sẽ dự phóng một cái cây nến tuần nó đẩy lên vùng 25, và đây chính là cây nến kỳ vọng nó đã xuất hiện trong tương lai. Mặc dù cái thời điểm mình phân tích thì chưa có cây nến xanh này đâu các anh chị nhé, đây là vẽ về một góc độ kỳ vọng. Và hiện tại thì tuần vừa qua nó xuất hiện một cái cây nến diện, một cây nến doji cực đẹp ở trên vùng 25 cộng. Và với một góc độ như thế này thì chúng ta kỳ vọng như thế nào? Chúng ta sẽ kỳ vọng 28.5 đến vùng 30 là target mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu này. Và khi nó bứt được cái cản 28.5 vùng 30 và chúng ta nhìn thấy được những cái ánh sáng ở cuối đường hầm thì lúc đó ông sẽ sẵn sàng và chúng ta sẽ nâng cái target cao hơn, nhưng ngắn hạn sẽ là như vậy. Cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đúng không anh chị? Tại cái thời điểm mình phân tích cho các anh chị một cái yếu tố tạo lập ở đây này, tức là sau một cái nhịp mà PVD đảo, đúng không ạ, thì nó bắt đầu nó xuất hiện cái sự cây nến tuần, và sau những cái cây nến tuần tích lũy thì nó xuất hiện một cây nến tuần rất là to khỏe ở đây để nó diện nó bứt thoát khỏi cái vùng vị thế. Thì ở đây cũng như vậy, đúng không ạ? Cái vùng 18 này, sau những vùng 18 vùng cũng đã mô phỏng một cây nến tuần xanh mạnh, nó vượt thoát lên đây, thì đây chính là cái cây nến mà nó đã thể hiện được cái ước mơ của chúng ta, đúng không anh chị? Nó đẩy lên được trên này. Nhìn về mặt kỹ thuật thì PVD tuần này nó đã bắt đầu tiệm cận về vùng kháng cực mạnh quanh vùng 22. Như vậy thì ở đây có hai góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là các anh chị lưu ý ở đây, kịch bản đây, ở đây và ở đây.
thì chúng ta chiếu sang ở đây. Như vậy trong trường hợp PVD không thủng vùng 20.6, ok, chúng ta tiếp tục cầm để chúng ta có thể nâng target mục tiêu vượt vùng 22 để lên vùng 23. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mà nó xuất hiện tiếp tục một cái cây nến như thế này thì như vậy là chúng ta chốt, các anh chị chốt lãi tạm thời. Như vậy chúng ta bằng lòng với cái lãi mà chúng ta đang có, bởi vì khi một cây nến đỏ đặt kéo thủng vùng 20 hoặc là vùng 20.5 thì như vậy đấy là một tín hiệu kỹ thuật không thực sự là tốt, và chúng ta chốt và chúng ta chờ một cái nhịp mà họ cover lại hàng. Đây là nhịp cover lại hàng nhá, thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta mua ở trong cái phiên cover lại hàng đó để chúng ta đánh một cái nhịp T cộng. Cách thức nó là như vậy, rất dễ đó, không có gì khó cả. Mã cổ phiếu thứ tư đó là mã cổ phiếu BSR. Thì ở đây các anh chị nhá, BSR thì cũng đã có những cái sự phân tích tương đối kỹ, và tại những cái tuần khoảng ngày 19, 20 thì cũng đã có khuyến nghị là vùng 13.13, 13.4, là các anh chị cứ túc tăng mà nhặt nó. Và sau khi nhặt xong thì cây nến này chính là một cái cây nến rất là to khỏe để xác nhận là như vậy là nhái nó bắt đầu vào, như vậy chúng ta sẽ có những cái vị thế tăng lên, và sau đó thì nó hoàn thành vùng giá mục tiêu 15 và nó xuất hiện một cây nến đèn 15 cộng, như vậy là nó tiếp tục đi lên cái vùng target cao hơn quanh vùng 17. Và chính thức tuần này về mặt lý thuyết là có những cái thời điểm mà nó đánh lên vùng 7.5 cơ, nhưng mà mình chỉ phân tích đến vùng 7 thôi và đóng nến tuần ở vùng 7. Như vậy là hoàn thành vùng giá mục tiêu, tuần tới thì nó có thể test lại vùng 16.7 đến vùng 17, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản 18, xa xăm hơn thì sẽ quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.5. Mã cổ phiếu thứ năm đó là mã cổ phiếu OI. Thì đối với OI cũng như vậy, tại những cái tuần khoảng vùng 10 ngày 19-20 thì OI ở vùng 7.5 đến vùng 7.7, đấy là vùng tích lũy. Và tại vùng này thì cũng có báo với anh em, nếu chúng ta đánh thì chúng ta có túc tắc chúng ta nhặt. Và sau cái sự tích lũy đó thì có một cái cây nến đây này, phiên này là cầu bắt đầu được đẩy thêm vào, và kể từ đây thì cổ phiếu OI bắt đầu hoàn thành cái target 1 quanh vùng 9, và hiện tại thì cũng đang ngắm lên vùng 10 đến khoảng vùng 10.3. Lên đến cái vùng này để khả năng nó sẽ chỉnh cung, và cái sự chỉnh cung như nào đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp để chúng ta có hay không tiếp tục nâng cái target của cổ phiếu này lên vùng 12. Cản tiếp theo thì nó sẽ nằm ở vùng 12 các anh chị. Tuy nhiên là để lên được vùng 12 thì nó phải hoàn thành cái vùng giá 10 đã. Đó. Cứ bình tĩnh. PVC cũng là một mã cổ phiếu đánh tương đối nhẹ của nhóm P ở thời điểm hiện tại. Nó đi cũng tương đối là rõ sóng, tuần cũ thì 13.4. Tuần này thì nó đã tích lũy ở trên vùng 14.5 cộng, với vùng giá mục tiêu có thể nâng lên ở khoảng quanh vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. Nhóm cổ phiếu P thì đấy, anh chị em chúng ta chú ý những cái mã cổ phiếu đã có phân tích theo bề dày. Còn các cái điểm mua thì bây giờ nó cũng khá là chơi vơi rồi, nó khó rồi. Còn để mà tiếp cận lại được những cái điểm mua thì mời các anh chị về cùng với team của ông Lê. Đó, tại thời điểm nào mà cổ phiếu xuất hiện những cái tín hiệu điểm mua đẹp thì cũng sẽ phân tích, và các anh chị căn cứ vào đó để chúng ta tham khảo, chúng ta có những cái điểm mua. Ok. Nhóm ngành tiếp theo, nhóm ngành thứ 7 đó là nhóm ngành banh. Thì như cũng có phân tích với các anh chị từ ngày từ tháng 10 ngày 14, 15 tháng 10 gì đó, thì banh đã bắt đầu vào sóng, và đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn là anh cả của thị trường. Vì sao? Bởi vì trong những cái thời điểm khó khăn nhất, những cái thời điểm cần cái sự bước ngoặt thì nhóm banh luôn là một cái nhóm, là một cái trụ đỡ cực kỳ là vững chắc cho thị trường, thì đó là anh cả thôi. Và trong thời điểm hiện tại thì chúng ta lưu ý một tí đối với một số các cái mã cổ phiếu nó đã đạt được mark target kể từ ngày 12 tháng 10. Thì bây giờ chúng ta nói đến Vietcombank. Ông Vietcombank là trong tuần vừa qua gần như ông đã đạt mark target ở quanh vùng, mùng đã có dự báo ở đây quanh vùng 95, và nó đang gì ạ? Nó đang có một cây doji nó test kỹ thuật lại. Như vậy tuần tới thì các anh chị lưu ý, nếu như Vietcombank vẫn giữ được ở vùng 90 cộng thì nó là một cái tín hiệu tốt cho nhóm banh. Còn nếu như đây các anh chị chúng ta lưu ý, đây chúng ta lưu ý và đây chúng ta lưu ý, đấy là những cái điểm mà gì ạ? Anh cả của chúng ta bị gục ngã, thì lúc đó nó sẽ kéo thị trường xuống, và nó sẽ có rất nhiều những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta đáng phải lưu tâm. Như vậy thì đối với Vietcombank, các anh chị lưu ý 90 không thủng thì ok, mọi thứ nó vẫn ổn áp, nhưng Vietcombank bị đá thủng vùng 90 đã lưu tâm. Mã cổ phiếu BIDV được khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại thì BIDV đã hoàn thành rất nhiều các cái vùng giá mục tiêu, và cụ thể là vùng 42, sau đó thì vùng 44, và hiện tại thì chúng ta đang ngắm cản 48 đến khoảng quanh vùng 50.
Trong tuần vừa qua thì cây nến kết tuần thì nó hơi khó hiểu. À xin lỗi, cây nến mở bát đầu tiên thì nó tăng rất là tốt, nhưng mà kết phiên thì nó bị đạp tương đối là mạnh, thì cây nến này tương đối khó hiểu. Vậy thì để giải thích cái sự khó hiểu này thì chúng ta sẽ cần thêm cây nến của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Nôm na là nó không thủng vùng 44. Ok, vẫn còn target 48 đến vùng 50. Thủng vùng 44 khi đó sẽ xem xét tiếp tín hiệu kỹ thuật. Cổ phiếu công thương cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại thì công thương cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu 30.5 trên 30.5, xin thưa các anh chị, mark target luôn. Và khi hoàn thành cái vùng target này thì nó cũng đang có gì, có cái sự điều chỉnh tiết giảm lại cái nhịp tăng, và tuần tới dự kiến nó sẽ test lại quanh vùng 30, chúng ta sẽ đánh giá. Không thủng vùng 30 thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng vào target 33, thủng 30 tiếp tục xem xét. Cổ phiếu tiếp theo là Techcombank. Techcombank thì chưa đạt kỳ vọng, nói chung là nhịp này Tech đi hơi yếu, nhưng cũng không sao cả. Hiện tại thì nó cũng đang cho một cái mức lãi tạm tạm, nói chung nó không được cao, nhưng mà mức sinh lời thì cũng tạm ổn, nói chung là không đáng trách lắm. Chỉ đáng trách là cái góc độ kỳ vọng ở trong cái nhịp cũ thì kỳ vọng là nó sẽ đè vùng 31 để nó đi được về đến cái target khoảng 35. Nó đi lên được vùng 35 thì ấm đó, nhưng mà nó chỉ lanh quanh được khoảng quanh vùng 30 đến vùng 31 thì hơi đuối. Về mặt tín hiệu kỹ thuật là chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái dòng tiền nó phải đánh trung bình từ 12 đến khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu trên một phiên. Ngắn hạn thì như vậy là Tech vẫn đang giữ được vùng 28.5 cộng, như vậy tạm ổn. Tuần tới thì chúng ta có thể kỳ vọng cái điểm đầu tiên mà nó đi về đến đây, đó là khoảng quanh vùng, đánh lại quanh vùng 30 đến khoảng 31. TP Bank là những cái mã cổ phiếu vùng có khuyến nghị sau. Thì ở thời điểm hiện tại là TP Bank đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt rồi. Đó, tuần này nó tiếp tục công lại được cái vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. Tức là gì? Tức là nó bắt đầu mút mát đến cái tín hiệu gọi là chạm đến cổng trời. Tín hiệu đường MACD xanh, và đối với mã cổ phiếu Tech là Hùng có khuyến nghị đầu tư nhá. Có khuyến nghị các anh chị cứ bắt ở khoảng quanh vùng 20.5 đến vùng 21. Các anh chị có thể xem lại các bản tin tuần khi mà TP đang tích lũy ở vùng này. Thì đến thời điểm này là nó cũng đã đạt được cái target tương đối happy, vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. Và chúng ta chờ đợi một cái điều thần kỳ thôi, nó break được cái vùng 24.5 cộng ở đây. Thì khi đó target kỹ thuật nó sẽ bung lên vùng 28, tức là cái cách đi của Tech, của TP có thể là tuần tới nó sẽ kéo nhẹ lên một tí nữa. Sau đó nó quay trở lại, nó test lại vùng 24.5 mà không thủng, mà nó đi được theo cái hướng này, thì đấy sẽ là một cái kịch bản cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta sẽ ngắm target kỹ thuật lên khoảng quanh vùng 28. Cổ phiếu VIB được khuyến nghị đầu tư và được phân tích cùng với mã cổ phiếu TP Bank. Thì tuần này VIB cũng sau một cái nhịp tích lũy ở đây. Đó, nhịp này nó đánh không thủng qua được, nhưng đến nhịp này nó tích lũy lại ở vùng 18.5 đến vùng 19. Chúng ta tiếp tục thu gom và đến thời điểm hiện tại là lại lên lại được vùng 23 cộng rồi, rất đẹp. Với cách đánh này thì Hùng kỳ vọng là nếu có chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh lại, không thủng vùng 22 là tích lũy, thậm chí là sang tuần tới nó, nếu mà nhái mà nó khỏe, nó chơi một cây này luôn. Đó, nó chơi một cây xanh này luôn thì thôi xong, tức là nó không có cái gì để mà nói đến chuyện ở đây nữa cả. Đường MACD đây các anh chị nhìn thấy không ạ? Đấy, bắt đầu ở đây, đường MACD chuyển từ đỏ sang xanh, và tín hiệu kỹ thuật bắt đầu cho mua lại ở khoảng quanh vùng 19.5 đến khoảng quanh vùng 20. Đây chính là những cái vùng mà đã phân tích trước khi mà nó hình thành cái sóng tăng ở bên này. Đó, thì bây giờ ngon rồi. Thứ hai mà nó đẩy một cây khoảng thủng vùng 24 là xong. Thì như vậy là target tiếp theo sẽ là quanh vùng 26. 26 đến khoảng vùng 28. Có thể đẹp, nó kéo lên vùng 28, xong rồi nó sẽ quay lại, nó chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 26 không thủng thì bắt đầu nó sẽ tiếp tục kéo. VIB, các anh chị lưu ý, VIB là một mã cổ phiếu mà tính tạo lập của nó cực kỳ tốt. Vì sao? Các anh chị nhìn thấy đây, nhịp này VIB đánh từ vùng 5.5, vùng 5.5, và VIB đánh lên vùng 40, các anh chị 8.5 40. Nếu mà tính từ 6 thì 6.7 42, cho mình tính là 6.6 36, nhẹ nhàng 6 lần các anh chị. Ok, đơn giản vậy thôi. Còn tất nhiên nhịp này thì nếu như mà nó đánh khỏe thì nó có thể đạt mark target ở khoảng quanh vùng 35. Đây này, chính là cái vùng mùng đã có đạt ở đây này. Các anh chị cứ chờ đi. Con VIB này đánh sướng lắm. Tất nhiên là mọi cái sự phân tích của Hùng nó mang cái tính chất tương đối. Nhưng mà chúng ta cũng đã loại bỏ được rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật để có thể nâng được hoặc có thể kỳ vọng những cái target mục tiêu ở trong tương lai, trong năm 2023.
Ok MBB tuần này cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu. À chưa hoàn thành. Suýt hoàn thành. Nếu hoàn thành nó phải đạt được 20.5 cơ. Tuần này nó mới tiệm cận được đến vùng 20. Tức là gì? Đối với MBB cũng như vậy, nó phân tích một sóng cái này. Và đối với MBB các anh chị có thể quan tâm lại ở vùng 16-16.6 tại những cái thời điểm vùng phân tích ở khoảng ngày bao nhiêu? Ở khoảng tuần từ ngày 27 tháng 12 của năm cũ, và sau đó thì cũng có đẩy target lên vùng 19.5 và hiện tại thì đang hướng target mục tiêu lên vùng 20-20.5. Tuần tới thì khả năng nó sẽ kéo lên được vùng đó thôi và sau đó nó sẽ chỉnh cung lại được đâu đó khoảng quanh vùng 19.3. Quanh vùng 19.3 không thủng tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm lên target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 22. Ok, sẽ ngắm lên mục tiêu target ở khoảng quanh vùng 22 thì được. Cổ phiếu VBank cũng được khuyến nghị đầu tư. Thử sớt mã cổ phiếu xem cho các anh chị nha, VBank. Đây, VBank ngày 19 tháng 1, ngày 6 tháng 1, 22 tháng 12. 21 tháng 12 nói chung là nhóm bank mùng 6 tháng 12. Đó. Nhóm bank là chúng ta bắt đầu phân tích từ ngày 14 tháng 10 cơ mà. Đó, từ ngày 14 15 này. Là bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự đánh giá. 13. Đó. Thì đối với VBank tuần này cũng đang tương đối là đẹp, hơi tiếc cây đến ngày thứ 6. Cho nên ngày thứ 6 đã có thời điểm break vùng 20 rồi nhưng mà không break nổi. Nhưng cũng không sao, nó vẫn có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 19.3. 19.3, nó test lại quanh 19.3 tương đối đẹp ở đây. Đó, chính là cái vùng mùng đã có dự khi nó chạm vùng 20 thì kiểu gì nó quay lại 19.3. Tuần tới nó tích lũy thành công ở vùng này, tiếp tục break vùng 20 thì chúng ta sẽ ngắm cản 21 đến khoảng vùng 21.3, đây là cản tiếp theo của VBank. Ổn. Ba mã pen tiếp theo đó là STB. STB thì quá đẹp rồi, tuần này nó cũng đã chính thức hoàn thành target 27/27. Nó sẽ chưa chạy được ngay đâu. Nó sẽ chỉnh cung và tích lũy, nó giống như cái nhịp mà nó đạt target ở vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 ở đây thì nó test lại vùng 24.5. Vậy thì STB khả năng sẽ quay trở lại kiểm tra cung cầu quanh vùng 26, 26A, 263. Rồi, ổn định ở vùng này, khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục gì ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục công lại kháng cự 27 lần thứ hai. Break kháng cự 27 lần thứ hai thì khi đó chúng ta mới nâng target 28.5, và nhịp này thì hoàn toàn là nhìn về mặt cái mặt về mặt gọi là cái gì? Trend kỹ thuật đó. Thì STB hoàn toàn có thể nâng đạt được target kỹ thuật mắc ở nhịp này ở khoảng quanh vùng 30.5 đến vùng 31 đến khoảng vùng 32. Đấy là vùng nhìn đó, cái góc nhìn của ông thôi. Thì chúng ta cần phải xem cái việc mà nó tích lũy tại cái vùng 26 này như thế nào. Cái đó chúng ta sẽ phân tích tiếp. Ok, SHB của anh Hiển cũng hiện tại nó cũng đang hình thành được đây các anh chị một cái uptrend trong ngắn hạn. Ở nhịp 1 thì chúng ta có xây dựng kháng cự 11.5 đến vùng 12 đây rồi. Xong đấy chỉnh tích lũy ở vùng 9.5 đến 9.7, chúng ta cũng phân tích ở đây rồi. Và bắt đầu chúng ta phân tích lại một sóng lên ở nhịp này thì như vậy là chúng ta tiếp tục hướng lại vùng 1.5 vùng 12. Tuần này nó đang tích lũy tương đối đẹp ở trên vùng 11 cộng là những cái cơ sở rất là quan trọng để nó đánh lại vùng 1.5 vùng 12. Còn nó đè vùng 12, nó break vùng 12 thì khi đó chúng ta sẽ phân tích cái khả năng mở trend kỹ thuật. Và khi nó break vùng 12 thì lúc đó cái lực cầu chắc chắn nó đánh nó sẽ trung bình khoảng từ 30 đến 40 triệu cổ phiếu trên một phiên thì nó mới đè được vùng 12 cộng. Cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu Liên Việt Postbank. Thì Liên Việt Postbank ở nhịp này chúng ta cũng đã phân tích một cái sóng tăng của Liên Việt Postbank tương đối thành công. Ok các anh chị. Từ cái thời điểm ở vùng 8 đến vùng 8.3 là cũng đã bắt đầu phân tích những cái mô hình gì ạ, lượn sóng, và đây chính là những cái vùng gì ạ mà tạo đáy. Sau đó thì chúng ta đẩy lên target 10. Target 10 xong rồi chúng ta đẩy lên target 12. Target 12 sau đó thì chúng ta đẩy lên target 14. Target 14 xong thì chúng ta bắt đầu đẩy lên target ở trong tuần này đó là vùng 15, 16, 17. Thì trong tuần này nó đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 15. Vậy thì 16 và 17 như thế nào? Thì chúng ta sẽ quan sát ở trong tuần tới nó không thủng vùng 14.7, tức là nó đang có 3 cây tích lũy đấy các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? 3 cây tích lũy và nó tích lũy 3 cây, có thể 4 cây, 5 cây và nó không thủng. Và nó xuất hiện một cây nến xanh quay trở lại với lực cầu khoảng tầm từ 20 đến 30 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy thì cái target 16 nó là chính thức nó được xác lập trong những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy. Và khi break vùng 16 với một tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì chúng ta mới nâng target lên vùng 7. Ok, bình tĩnh.
Nhóm ngành thứ 8 đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán đối với thời điểm hiện tại nó cũng đang rất là đẹp, và nó cũng là một trong những nhóm ngành mà nó đang có cái sự ủng hộ nhất định để chúng ta kỳ vọng để đưa thị trường lên những cái tầm cao mới sau khi mà thị trường đã công thành công ở ở vùng 1110. Ok anh chị, đối với VCI ở trong tuần, nó VCI cũng có test kỹ thuật ở 27.5 và hiện tại thì chúng ta đang ngắm vùng giá mục tiêu 31.5 đến khoảng quanh vùng 32 khả quan. Tuần tới nó test tích lũy ở vùng 29.2 không thủng, như vậy là chúng ta sẽ cần thêm cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 29.2, tích lũy thành công và lực cầu quay trở lại. Đường MACD hiện tại thì đang tương đối là ok, đang ủng hộ xu hướng chủ đạo của nó vẫn đang là xu hướng tăng điểm. SSI thì tuần này nó bắt đầu chính thức là gì ạ? Nó tiếp tục công lại, tức là nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đấy. Vùng giá mục tiêu là chúng ta dự kiến là nó sẽ công lại vùng 21 và đến bây giờ nó đã công thành công. Như vậy tuần tới khả năng có điểm chỉnh cung, nếu có chỉnh cung thì chúng ta lưu tâm đó là vùng 20.3, 20.5. Ở cái vùng này nó không thủng, nó tích lũy thành công thì như vậy là, và nó xuất hiện là một cây nến xanh, nó đè lại được ở khoảng quanh vùng 21.5 cộng, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu nâng cái target của nó lên vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Tuần này thì HCM cũng đã đạt được cái mức cản cao ở vùng 24.4 và nó bắt đầu nó có cái sự test tích lũy trở lại. Như vậy nó test lại thì test khỏe thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 24 hoặc là vùng 23.8 đến khoảng vùng 24, đó là vùng giá mục tiêu để cho HCM có thể quay trở lại test cung kỹ thuật. Test thành công của nó chúng ta sẽ nâng vùng giá mục tiêu tiếp theo sẽ lên khoảng quanh vùng 26. Ở cổ phiếu VND, tuần này thì VND cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá suy soát chưa hoàn thành, nói chung là suy thôi. Dự kiến là sẽ đánh đến vùng 17 mà quả này nó lên được gần vùng 16.9 này. 16.85. Còn 0.15 nữa là sẽ lên được đến vùng giá mục tiêu, như vậy nó cũng khá là sát. Sau khi mà nó chạm được cản 17 thì nó có thể nó quay lại test nhẹ nhàng khoảng quanh vùng 16. Tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy của VND ở quanh vùng 16. Nhìn về cách đi của VND trong nhịp này thì chúng hoàn toàn có thể kỳ vọng sẽ break cản 18 và hướng xa xăm hơn lên vùng 19.5 đến khoảng quanh vùng 20. Đó là kỳ vọng. SHS nhịp 1 chúng ta phân tích cản 10.5, gặp cản này thì nó rút lại ở vùng 8.3, 8.5, tích lũy ở đây, tích lũy thành công rồi, nó lại đẩy lại vùng 9 xong rồi, bây giờ nó sẽ đẩy lại về vùng 10.5. Trong trường hợp nó break cản 10.5 thì nó sẽ phân tích tiếp các anh chị. Ta ngắm lại cái vùng 10.5 đã, còn đến vùng 10.5 nó như thế nào thì ta tính tiếp. CTS tuần này chạm 16, không break được thì tuần tới nó có thể là gì, vùng 14.3 để tích lũy quay trở lại, chờ cây nến đè thủng vùng 16 thì nó sẽ phân tích tiếp. MBS đẹp phết, ngân hàng hàng hải. MBS tuần này cũng đã chạm vùng giá mục tiêu 16 và nó gì ạ, nó bắt đầu test cung. Các điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 14.7 đến khoảng vùng 15 hợp lý thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở đây lên cản tiếp theo, đó là quanh vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. Hợp lý. Ok, hợp lý. MVX, các anh chị lưu ý nhé, không biết mọi người có thích không, nhưng rất thích mã cổ phiếu VX, đánh lần nào lãi lần đấy. Mặc dù ngắn ngắn thôi, một nhịp làm độ 10%, 15% cực kỳ dễ. Đó, nhịp này này vừa mới gom lại đây, vùng 6.5, 6.9, vùng 7. Và hôm nay là chào 8 cộng, chào 8. Như vậy xa xăm thì chúng ta lại mong mong nó đánh lại được khoảng quanh vùng 9 đến vùng 9.3 chốt tạm các anh chị. Đó, từ vùng 6 mà lên vùng 9 là 3.000, 3/6, được 50% à? Ô, cao phết nhỉ. 3/6 đúng 50% anh chị. Đấy. Có tí tẹo từ đây lên đến đây mà 50% đấy.
và anh 100 triệu lãi được 50 triệu trừ phí thuế đi đúng không, hoặc loanh quanh lại làm được 40 triệu đủ tiền cà phê trà đá. Với cái này rất hay. Kỳ vọng trong tuần tới thì sẽ đang mang cái kỳ vọng ở vùng 9 đến vùng 9.3. Cổ phiếu AGR cũng là một cái mã cổ phiếu mà trong ngành chứng khoán nó đánh rất là tươm, khi nó vào sóng thì nó đánh tươm lắm, và hiện tại nó đang ở giai đoạn là tích lũy. Ở giai đoạn tích lũy thì chúng ta gom đây này, sóng ra vùng 7 này, xong đó thì vùng 7.7 này, vùng 7.7, vùng 8 gom. Mục tiêu ở trong nhịp này thì nó sẽ đánh lại về đây thôi, mục tiêu đây nó cũng giống như mục tiêu bên này, là khỏe thì nó đánh về cản ở đây là cản 9.3 đến khoảng 9.5, và vào một cái ngày đẹp trời nào đó mà nó bay được cái cản 9.5 ấy thì khi đó thì chúng ta bắt đầu biển trời mênh mông rồi, lúc đấy thì không còn gì phải đắn đo suy nghĩ về cái trang kỹ thuật của cổ phiếu này nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó chúng ta đã có những cái vùng giá vốn cực kỳ thấp và nó break cản như thế này đó, thì như vậy là chắc chắn là nó sẽ ngắm lên được cản 13.5 đến khoảng 14, và thậm chí là lên đến vùng này mà thị trường nó thuận mà các thứ nó ngon lành nó lại đè 14 cộng nữa, thì khi đấy thì chúng ta nhân tài khoản thôi. Bởi vì AGR một khi đã đánh thì cũng đây các anh chị, một khi đã đánh thì cũng phiêu diêu lắm, từ vùng đây là từ vùng 2.5 cho vùng 3 đi, 3 mà đánh lên 26 là 9327, gần như là đây là 28 rồi này, 9 lần các anh chị, quanh tỷ sau năm rưỡi có 9 tỷ làm gì cho lại nhỉ. Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy, và đây là đang những cái thời điểm tích lũy, và những cái thời điểm tích lũy thì các anh chị cứ thu gom dần dần. Ok rồi, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ dừng lại như vậy, cũng sẽ điểm qua nhanh một số các nhóm ngành được hưởng lợi khi Trung Quốc mở cửa quay trở lại, thì những cái thằng nào nó hưởng lợi, ví dụ thằng thủy sản thì cũng đã có phân tích những cái mã cổ phiếu chiến lược ANV, thì hiện tại ANV trong tuần đã đạt target 30/30, tích lũy thành công ở vùng 30 thì chúng ta tiếp tục ngắm lên target tiếp theo ở vùng 35. IDI hiện tại nó cũng sau khi nó bứt vùng 12.5 thì nó đang có những cây nến đi rất là hứng hờ, nó đi như thế này rất là hay, và sau đó thì nó sẽ xuất hiện một cái cây nến xanh kịch trần và đẩy bung qua vùng 14, và đấy sẽ là tín hiệu kỹ thuật để giúp cho Hùng nhận diện thêm cái target mục tiêu ở quanh vùng 16 đến khoảng vùng 7. Cổ phiếu ASM cũng đã có một nhịp kéo tương đối là tốt. Đó, đối với ASM đây anh chị, trong nhịp chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 7.5, 7.8 chúng ta khoanh vùng, sau đó đến vùng 8.3, 8.6 tiếp tục khoanh vùng để mua, và hiện tại thì tuần này nó đã đạt target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 9.7, vùng 9.7, và nó đang có một cây nến xanh và một cây nến đỏ quay trở lại test. Như vậy thì tuần tới nếu có cái điểm test kỹ thuật thì các anh chị ở đây này, vùng 9.3, 9.3 này khoảng quanh vùng 10, đó sẽ là những cái vùng mà có thể là cổ phiếu sẽ quay được, đây không có ghi đây rồi, 9.3 đến 10, cổ phiếu có thể quay trở lại test cung kỹ thuật là thành công ở vùng này, lực cầu tiếp tục được đẩy vào. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target nó xa xăm hơn, các anh chị xa xăm hơn lên khoảng quanh vùng 11.5 đến khoảng vùng 12. Cổ phiếu ACL nó mang tính đầu cơ nhưng vẫn rất thích cổ phiếu này, bởi khi nó chạy thì nó chạy rất là mượt mà. Hiện tại thì ACL có khuyến nghị các anh chị quanh vùng 11, vùng 10 thì đã có điểm gom rồi, tiếp theo đấy là quanh vùng 11 chúng ta sẽ tiếp tục mua. Mục tiêu ở đây là công cản 12.8 và cản tiếp theo là cản 14, và khi nó bay được cản 14 rồi thì cái đó nó sẽ rất là ok, không có gì phải bàn. Mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu DBC, Dabaco. Các anh chị lưu ý, con này cũng trên cái tuần của nó đang rất là đẹp rồi, và hiện tại thì nó đã break cản vùng 16.5 và đang có hai cây nền test lại ở trên 16.5 rất là đẹp. Kỳ vọng sẽ có thêm 1 đến 2 cây nữa thôi, và cái tín hiệu kỹ thuật nó sẽ phát đi trong dự kiến ở trong phiên giao dịch ngày thứ tư tuần tới. Nó sẽ tiếp tục xuất hiện một cây nến hammer xanh dài và lực cầu tiếp tục đánh khoảng tầm từ 8 đến 10 triệu cổ phiếu. Thì như vậy á, là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cản tiếp theo của cổ phiếu này quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20. Ok. Đó, vùng 19.5, vùng 20 đây. Và break được cản 20 thì đó sẽ phân tích tiếp, có thể là nó sẽ lên những cái vùng giá mục tiêu cao hơn. Đó, và đối với Dabaco khi nó vào một cái sóng tăng á, các anh chị đây, một cái sóng tăng của nó thì nó cũng đánh tương đối là tương.
theo quan điểm của Hùng như vậy. Rồi nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành điện. Đó, điện thì cũng đã tập trung vào một số các mã cổ phiếu chiến lược, ví dụ PC1. Thì đối với PC1 cũng đã có phân tích từ đâu đó vùng 18 đến khoảng vùng 19 ở đây này. Và chúng ta bắt đầu tiếp tục ngắm cản ở vùng 24, bay cản vùng 24, hiện tại cũng đang xây lên cản vùng 27, và ở trong tuần này thì nó bắt đầu tiệm cận là cản 26.3 đến khoảng 27. Cái vùng cản này thì các anh chị có thể canh chốt bớt một phần. Ở trong trường hợp mà chốt bớt xong mà cổ phiếu nó chỉnh cung kỹ thuật về lại được khoảng quanh vùng 25, như vậy các anh chị có thể trao lại cái phần mình đã chốt với một mục tiêu kỳ vọng, đó là cổ phiếu sẽ break cản. Đấy, trong nhịp này thì cũng đang hướng đến cái câu chuyện là nó sẽ break cái cản này. Cản 27 đến khoảng cản 28 để ngắm cái target nó xa xôi hơn một tí, đó là 31.5 đến khoảng quanh vùng 32. Đấy là cái vùng giá mục tiêu. Cổ phiếu GEG cũng đã được chiến đấu đó, và bắt đầu phân tích một cái nhịp sóng lên. Trong 2 tuần vừa qua thì nó đã có cái vùng tích lũy 15 tương đối đẹp. Cái đến kết tuần này thì hơi tiếc là GEG nó chưa có, tức là nó kịch trần nhưng mà kết phiên thì nó không kịch trần được, nó bị bung trần. Tuy nhiên là lực đánh của dòng tiền thì đang tương đối là tươm, đang tương đối là ổn áp rồi. Và với cái cách đi như này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng target kỹ thuật tiếp theo ở đây, đó là vùng 18, không có gì thay đổi cả. Gách thì nó vướng vào những cái vòng xoáy về trái phiếu đúng không ạ, và nó đang gỡ dần. Và trong trường hợp ngắn hạn ở đây thì cũng đã có phân tích tương đối kỹ ở vùng 12.5 để ngắm lên vùng giá mục tiêu ở đây là quanh vùng 15.2. Rồi và tuần tới thì khả năng nó sẽ có thêm cái sự tích lũy 39.142, các anh chị đang cầm có thể thu gom thêm. Sau đó chúng ta ngắm cản 15 và tiếp theo sẽ ngắm cản 17. Bung được cản 17 thì khi đó chúng ta sẽ từ từ thì chúng ta nâng target lên, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ ngắm như vậy thôi, ngắm 17 mà khỏe hơn thì lên vùng 19.5 đến vùng 20. Tuy nhiên là để lên được 19.5 đến vùng 20 thì chúng ta phải break được qua cản 17 đã. Ok. Cổ phiếu POVK cũng được khuyến nghị đầu tư. Tất nhiên là khuyến nghị ở thời điểm nào thì các anh chị lại cần phải inbox trùng lê, hoặc là ít nhất là chúng ta về team để chúng ta biết được cái thời điểm nào phân tích khuyến nghị đầu tư. Nó khá là dài rồi, và đến thời điểm tại thì POVK đang hoàn thành, đang trên đường hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 12.5. Bách cản 12.5 hoặc có thể chạm 12.5, nó chỉnh cung về quanh 12 hợp lý mà tích lũy thành công ở vùng này không thủng thì lúc đó chúng ta, và thị trường thuận nữa thì chúng ta có thể thu gom thêm để chúng ta ngắm về một cái vùng target mục tiêu tiếp theo, đó là khoảng quanh cản 13 năm đến cản 14. Về đến cản này thì nó là tương đối mạnh, nên là về đến cản này thì tại thời điểm đó thì chúng ta cơ bản là chúng ta canh để chúng ta chốt, để chúng ta tối ưu một cái nhịp lợi nhuận ngắn ngắn nho nhỏ đâu đó ở POVK mua từ vùng 10.5 mà lên được vùng 13-14, như vậy là cũng có một cái target đâu đó khoảng tầm 30-40% tùy từng cái cách mua của anh chị đó, hoặc ít nhất là chúng ta cũng được 20-25%, như vậy là cũng tạm tạm ổn rồi. Nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành sẽ được hưởng lợi khi mà Trung Quốc quay trở lại mở cửa, đó là bất động sản công nghiệp. Thì đối với nhóm ngành này cũng đã tập trung phân tích cho anh chị 4 mã cổ phiếu, gồm có thứ nhất đó là mã cổ phiếu KBC. KBC thì phân tích rất là sớm rồi, ngay cả từ những cái thời điểm đây này cũng có phân tích này, từ ngày mùng 8 tháng 12 là chúng ta đã có những cái sự phân tích rồi, và sau đó thì nó có những vùng 19-20 đây cũng đã có giải thích trong các bản tin tuần cũ. Nó chạm lên vùng 26 thì trong tuần video 160-161 chúng ta phân tích vùng chỉnh cung kỹ thuật 24 đến vùng 24.5, và tuần này thì bắt đầu nó đánh kịch trần rồi, cây nến ngày hôm thứ sáu vừa rồi là kịch trần xe. Như vậy trong nhịp này thì cũng đang mường tượng là khả năng nó sẽ kéo về vùng 30 và sau đó thì nó sẽ quay trở lại test vùng 2 cản 28. Nó test thành công thì lúc đó sẽ nâng target kỹ thuật của nó lên vùng 34, và hiện tại đối với KBC thì cái trend kỹ thuật của nó đánh đang tương đối là đẹp. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu SSC cũng được khuyến nghị đầu tư. Tại những cái thời điểm mà cổ phiếu này tích lũy ở khoảng quanh vùng 24.5, 25 và biên 26 đến khoảng biên 27. Vùng giá mục tiêu đầu tiên đó là hướng cản 31.5 đến 32, thì như vậy là cây nến kết tuần thì nó đã đóng cửa đúng vùng 32, tức là hoàn thành target mục tiêu 32/32. Lực cầu đã khá rồi, như vậy là có thể tuần tới SSC có thể đánh break luôn lên luôn, tức là nó đánh thốc lên luôn ở khoảng quanh vùng 35 đến khoảng vùng 36 ở đây, thì khi đó thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện một cái nhịp chỉnh cung.
IDC cũng được khuyến nghị đầu tư, và IDC cũng đã có một cái vùng tích lũy 31.5 đến vùng 33. Sau đó thì trong tuần thì nó đã break qua cản 37.5 và hiện tại nó đang test tích lũy, nó đang giao dịch ở quanh vùng 40. Nói chung con IDC này thì bây giờ nó đánh, khả năng là nó sẽ đánh nhẹ rồi, bởi vì cản thì gần như nó cũng bay được rồi. Và chúng ta chờ đợi một cây nến hammer, đâu đó nó đẩy được cái target kỹ thuật lên vượt thoát khoảng quanh vùng 41-42. Thì chúng ta sẽ ngắm cái vùng giá mục tiêu ở nhịp này sẽ lên khoảng vùng 49.5 đến khoảng vùng 50. Cổ phiếu thứ tư đó là mã cổ phiếu VGC, Vigracera. Thì cái thằng này nó sẽ có cái game thoái vốn, có thể là game thoái vốn ở trong 2023. Và đặc biệt đặc tính tạo lập của con này là đánh rất nhẹ, đánh hình chữ V. Khi đánh là vấp lên, rồi đánh hình gọi là nó đạp, nó cũng đạp gọi là sấp mặt luôn. Những ông mà ôm ở đây này 64, 65, 60 ở đây là về đây là nôn thốc nôn tháo hết này. Nhưng mà về đoạn này ta ôm ngon rồi. Vòng đã bắt đầu ngắm nghía cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của con này 34.5 vùng 36 đã phân tích kỹ rồi. Hiện tại tuần này thì nó đang break được lên qua vùng 38.5, như vậy tạm ổn. Ngắn ngắn ở đây thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng 45, còn nó có đè được 45 hay không thì tại cái thời điểm mà về đến cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái tín hiệu kỹ thuật của nó tại vùng này thì cái đó chúng ta mới nói được, chứ còn bây giờ chúng ta chưa có thì chúng ta không thể nói phép được. Nhóm ngành tiếp theo, khi Trung Quốc mở cửa trở lại, nhu cầu xe cộ đi lại nhiều thì cao su nó sẽ rất tốn, và hiện tại giá cao su đang tăng, chính vậy nên các cái mã cổ phiếu của ngành cao su các anh chị rất là tiềm năng. Và đây các anh chị này, GVR nói như vậy để các anh chị biết được là cái thời điểm cũng đã phân tích nói đến đây ngày 12 tháng 12 các anh chị nhá. Thì hiện tại là nhóm điện này có bốn mã cổ phiếu này cao su, gồm có DRI, DRC và GVR. Tại ngày 12 tháng 12 đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị này chủ động ăn thêm này. Đó, cầm thì chủ động ăn thêm. Đó, bởi vì chúng ta kẹp lại. Đó, thì đối với GVR, đó, anh chị nhìn thấy đó, từ tháng 12. Đấy, 12 tháng 12 đâu đây này. Đó, và nó đã có vùng hỗ trợ kỹ thuật 13.5 14. Tươm rồi đúng không ạ? Bây giờ nó bắt đầu tiệm cận cản 17 và tuần tới khả năng nó test nhẹ, có hai cái cách test của nó. Với lực đi của GVR hiện tại lực cầu đang khá là tốt như này thì có thể là nó sẽ đi, nó sẽ đè luôn. Sẽ có một cây nến xanh đè luôn và sau đó nó sẽ quay trở lại nó test. Thì chúng ta sẽ xem cây nến của ngày thứ hai để chúng ta phán đoán tình hình, nhưng mà xu hướng kỹ thuật là rất là ok rồi. Nó test kiểu gì thì test, nó tích lũy trở lại thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trong nhịp kéo tiếp theo thì GVR nó sẽ kéo về target ở khoảng quanh vùng 20. DRI cũng đã được khuyến nghị mua rồi. Và sau một cái cây nến break cản ở vùng 7 thì nó đang có hai cây xây rất đẹp, lực cầu tương đối ổn, lực cầu đang tương đối ổn, đường MACD ngon luôn. Đường MACD là dương rồi, đường MACD dương là cực kỳ đẹp. Như vậy là các anh chị tuần tới thì có thể canh gom thêm, đang có vị thế đang gom thêm. Mục tiêu là ngắm cản 9, chỉnh cung kỹ thuật lại một nhịp nữa rồi chúng ta sẽ đưa về vùng giá mục tiêu đâu đó khoảng vùng 11-11.5. Đây là đang tương đối là đẹp. Cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu DRC đang rất là ok rồi đấy. Vùng tích lũy kỹ thuật ở vùng 20-20.6 và cái gì ạ, đây là cái thời điểm ngày 12 tháng 12 đấy. Đó các anh chị là DRC bắt đầu nó có tích lũy này thì đã khuyến nghị các anh chị là cứ thế thu gom thêm. Tuần này tươm rồi, giá kỹ thuật đang ở vùng 23.05. Tuần tới có test thì cũng chỉ test về lại quanh vùng 22.5 thôi. Mục tiêu ở nhịp này thì nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. Nhóm ngành dệt may các anh chị có thể chú tâm vào mã cổ phiếu VGT. VGT thì rồi ngon rồi. Ở vùng 10 đến vùng 10.7 tại thời điểm này là có khuyến nghị mua đầu tư VGT. Có hết ở trên nhóm các anh chị, nó không nói phét hay không ăn tục nói phét gì đâu. Ăn tục nói phét làm gì, dệt may TNG đây. Thì chúng ta chú ý đến mã cổ phiếu TNG, VGT, GIL thì khả năng là chưa đạt lắm. Thì mã cổ phiếu VGT ở biên 10 đến biên 10.7 ổn rồi. Nhịp này thì nó sẽ đánh lên quanh 13, sau đó nó sẽ chỉnh cung. Và có một điều lưu ý đó là hiện tại thì con này nó cũng đang có hình thành được một cái uptrend trong ngắn hạn. Vậy thì những cái điểm chỉnh cung tiếp theo thì sẽ là những cái cơ hội để chúng ta thu gom thêm. Và những cái thời điểm mua thì cũng sẽ phân tích. Cổ phiếu TNG cũng như vậy, TNG cũng đã hình thành được một cái vùng giá tích lũy ở đây này,
quanh vùng 13.5 14 tương đối đẹp. Tuần này thì nó bắt đầu tiệm cận lại vùng kháng cự 16 16.5 và có thể kéo lại khoảng quanh vùng 18. Khi nó kéo lại quanh vùng 18 ở đây thì nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung, và nhịp chỉnh cung đó nếu đẹp thì nó sẽ test lại ở trên vùng 16 16.5. Đấy sẽ là những cái vùng giá mục tiêu để chúng ta thu gom thêm, và đặc biệt là chúng ta sẽ quan sát thêm cái lực cầu. Ví dụ cầu nó sẽ đánh liên tục khoảng tầm 3,5 triệu 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đây sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tốt để chúng ta có thể kỳ vọng một cái xu hướng nó có thể quay lên được ở khoảng quanh vùng 17.5 đến khoảng 18, và chúng ta sẽ ngắm lên cản nhịp này thì cũng đang đặt kỳ vọng tương đối cao, đó là TNG sẽ có thể về lại cản khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 23. Ok. Rồi, như vậy là danh mục cổ phiếu tuần thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ dừng ở đây. Đối với những các mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm chưa được phân tích đầu tư thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần, sẽ dành thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi của các anh chị ở trong những góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất. Ok. Phần thứ hai, chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đó là view lại kịch bản tuần, phân tích tuần trong tuần vừa qua, tuần video số 161. Thì trong tuần này thì chủ yếu là nói đến trong ngày 15 tháng 1 này, bắt đầu ngày 16. Thì chúng ta có nói đến phân tích tương đối khá là nhiều các cái yếu tố kỹ thuật về tình hình chung. Các cái nhóm ngành khá là căn bản, đánh giá về thép, đánh giá về hệ sinh thái đầu tư công trên bộ 3 tham số chạc kỹ thuật ngày, chạc kỹ thuật M5. Rồi, ok. Đó thì sau những cái điểm test kỹ thuật thì chúng ta sẽ ngắm được đến những cái vùng kháng cự. Ví dụ VN30 và phái sinh chúng ta sẽ ngắm ở vùng 1075 đến 1080. Index sẽ ngắm ở vùng 1070. Khi mà thị trường đánh vào đáy cản này thì cũng sẽ tiếp tục phân tích lên cản 1110 ở sau đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn lại cùng nhìn lại cái kịch bản trong cái tuần vừa qua và phiên đầu tiên của năm mới. Đây anh chị, ở phiên ngày 15 và chúng ta sẽ bắt đầu sang phiên ngày 16, là sang một tuần giao dịch tiếp theo. Thì vào cái phiên giao dịch tuần mới chúng ta nhìn thấy đấy, thì khi mà VN30 break cản 1075 đến 1080, và ở đây thì các anh chị nhìn thấy đấy, nó có một cái phân kỳ tăng ngắn hạn ở đây, và nó đã duy trì được cái phân kỳ tăng đó trong những cái phiên giao dịch đầu tuần, và nó break cản và nó test lại cái thuật ở đây, sau break test lại đây thì nó là một cái cơ sở quan trọng. Khi mà nó đã vượt cản 1080 thì chúng ta sẽ ngắm lên gì ở đây, đây là 1110, và trong phiên về mặt đóng phiên thì nó đóng ở 1120 bản tin tuần, và trong phiên ngày hôm nay thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích tiếp cái phiên đầu tiên của năm mới. Đối với phái sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đây cản 1080 và khi nó break cản 1080 thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm về thị trường về vùng 1110. Và ở trong trước khi mà kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán thì nó đóng cửa ở 1020, tức là nó vượt kỳ vọng của chúng ta khoảng tầm 10 điểm. Đối với index, chúng ta nhìn ở đây, đây là cái điểm mà chúng ta vào bản tin tuần thì nó có mức kháng cự tuần 1065 đến 1070. Sau khi nó break cản này thì nó quay trở lại, nó test, và nó test thành công thì đó là cơ sở để chúng ta nâng cái target của index lên vùng 1110, và nó đã đạt được target của index, đã đạt được ở vùng 1110 trong cái phiên kết tuần, xin lỗi cả nhà, kết năm cũ. Cũng như là bản tin kết tuần video số 161 của chúng ta. Như vậy là nhìn chung về tuần giao dịch cũ đi, chúng ta có nói tuần giao dịch cũ thì thị trường của chúng ta đã tiệm cận hoặc break được cản vùng 1110. Đấy là một cái sự thành công cực kỳ lớn của thị trường. Và chúng ta nói đến phiên đầu tiên của giao dịch, trong phiên đầu tiên của năm mới thì bước vào phiên giao dịch năm mới thì thị trường đã có một cái sự hưng phấn cực độ, và đã có những cái thời điểm là VN30 của chúng ta đẩy lên được vùng 1140. Tuy nhiên sau đó thì cái điểm cú sọt gần ATC đã thu hẹp cái đà tăng của thị trường quay trở lại, và như vậy là cái thời điểm đó thì rất nhiều anh em cũng hoảng loạn, nhưng với quan điểm cuối cùng thì nó chả có vấn đề gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ lốc cát thôi mà, nó chả có vấn đề gì cả, nên là đó là một cái hiện tượng rất là bình thường. Và hiện tại thì ngắm ở trên góc độ tất cả các nhóm ngành đang ủng hộ xu hướng uptrend, từ thép, từ banh, từ chứng khoán, từ những cái ngành rất là bất động sản v.v. thì nó đang là ủng hộ xu hướng, đặc biệt là nhóm ngành mid cap đang có xu hướng tăng, xu hướng quay tăng trở lại. Và khi mid cap tăng quay trở lại thì đấy là thời điểm mà tài khoản của chúng ta, NAV của chúng ta sẽ bắt đầu tăng. Vì sao? Bởi vì chúng ta là những cái nhà đầu tư gần như là chúng ta chỉ nắm giữ những cái mã cổ phiếu
Chúng ta chỉ nắm giữ những cái mã cổ phiếu mệnh giá thấp, chính vậy nên khi mà nhóm mid cap tăng trở lại thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật của thị trường ở trong tuần giao dịch mới thì cũng có một vài ý chia sẻ với các anh chị như sau. Về mặt thứ nhất, chúng ta ngắm về chỉ số VN30 thì ở đây nó bắt đầu có một cái điểm trả cung kỹ thuật. Như vậy thì tuần tới các anh chị lưu ý là vùng đệm kỹ thuật của thị trường nó sẽ rất là happy ở vùng 1110. Ở đây cũng đã khoanh lại, đây là vùng 1105 và vùng 1110. 1100. Đó. Thì nó sẽ có hai cái điểm ba cái điểm chỉnh cung kỹ thuật, hội tụ kỹ thuật ở vùng này. Và thị trường đối với VN30 mà không đánh thủng vùng 1110, tích lũy thành công ở trên vùng này thì như vậy là target kỹ thuật tiếp theo của thị trường sẽ ở khoảng vùng 1150. Ok anh chị. Và VN30 khi mà break cản 1150 rồi thì khi đó cũng sẽ tiếp tục ngắm lên cái target mắt ở kháng cự tuần ở trong nhịp này, đó là 1180 đến vùng 1200 điểm, nhưng trước mắt sẽ là 1180 đã, chỉ số VN30. Đối với phái sinh trong phiên ngày thứ 6 mở cửa tuần thì nó break lên, sau đó nó đi ngang và sau đó nó lấp cáp, đó là câu chuyện rất bình thường. Và ở đây thì trong tuần tới phái sinh chúng ta tích lũy trở lại được ở quanh vùng 1110 đến vùng 1115. Đó, nó sẽ lấp lại quanh ở vùng này. Tất nhiên là nếu nó khỏe thì nó sẽ chỉ lấp ở trên vùng này thôi, nhưng mà cũng đang tính một cái điểm sâu hơn. Đó, chúng ta để đó, nếu nó lấp khỏe nó chỉ lấp ở khoảng quanh 1123 thế này, 1120 thôi các anh chị này. Chứ nó không lấp về sau đâu. Đấy là lấp khỏe. Còn sâu là sẽ là ở vùng 1110 và đến vùng 1115. Đó. Thì nó tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục lần thứ hai công cản vùng 1150 đến khoảng quanh vùng 1160 của phái sinh. Sau đó thì nó sẽ chỉnh cung tích lũy thành công một nhịp nữa thì cũng sẽ tiếp tục ngắm cản của phái sinh ở khoảng vùng 1180 đến khoảng vùng 1190. 1180 đến khoảng 1190, đấy là kỳ vọng. Đối với chỉ số index hoàn toàn tương tự như vậy, thì như vậy là index của chúng ta cũng đã chính thức hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 1110, vượt ngoài kỳ vọng và nó đánh lên ở quanh được 1125. Thì ở đây nó sẽ quay trở lại test, tuần tới nó sẽ test lại ở vùng 1110. Và sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán được ở đây, đó là vùng 1193 đến khoảng vùng 1100. Khi mà index của chúng ta lấp thành công ở vùng này, tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy đó sẽ là những cái cơ sở rất là quan trọng để index của chúng ta tiếp tục công cản ở đây, đó là vùng kháng cự 1145 đến 1150. Đó, và khi mà nó bách được vùng 1150 thì chúng ta bắt đầu mới xây dựng lên vùng mắc của đỉnh sóng ở nhịp này sẽ là 1180 đến vùng 1200 điểm, nhưng sẽ nói đến vùng 1180 sau khi mà nó hoàn thành được cái target mục tiêu ở vùng 1150 trước. Đó, anh chị lưu ý như vậy. Như vậy kịch bản lạc quan là index sẽ tích lũy được ở trên vùng 1093. Ok anh chị. Còn nếu như trong trường hợp mà chỉ số VN Index của chúng ta bị chọc thủng ở vùng 1090 thì lúc đó cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm cái kịch bản phân tích của thị trường. Và hiện tại thì cũng chỉ đang thiên về kịch bản một thôi. Kịch bản mà thủng 1090 cũng không có đề cập ở trên bản tin tuần này. Tất nhiên là xác suất nó vẫn có thể xảy ra. Vậy thì khi mà xảy ra ở vùng 1190 mà nó bị thủng thì cái đó sẽ bẻ kịch bản và sẽ hướng đến những cái mốc hỗ trợ tối ưu hơn, tốt hơn để chúng ta tiếp tục đánh giá. Ok, như vậy bản tin tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây. Vì không mang theo các thiết bị thu âm nên là có thể tín hiệu âm thanh các anh chị thông cảm một tí, nó không được trong giọng như là các bản tin tuần trước đây. Một lần nữa, cũng là đầu xuân năm mới, cũng là bản tin đầu tiên của năm mới, thì một lần nữa cho phép Hùng Lê được gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng nhà đầu tư. Chúc anh chị một năm sức khỏe, thành công, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và để đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để nhận thêm các cái phân tích trực tuyến thì Hùng Lê xin kính mời các anh chị về đồng hành cùng với team của Hùng Lê và inbox qua Zalo để chúng ta có thêm những cái sự trao đổi. Xin chân thành cảm ơn, và cảm ơn anh chị đã có cái sự đồng hành, đã có cái sự tiếp sức trong cái chặng đường vừa qua từ năm 2018 cho đến tận bây giờ. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.